Quả bom nặng 123 kg vẫn còn nguyên ngòi nổ được người dân phát hiện ở ven suối Ea Ba, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã sử dụng 7 kg thuốc nổ TNT để kích nổ quả bom này. Quả bom được xác định còn sót lại từ thời chiến tranh, là loại bom MK81 có chiều dài 1,6 m, cân nặng tương đương khoảng 123 kg. Bên trong chứa khoảng 44 kg thuốc nổ, phía đầu quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ. Đây là loại bom của Mỹ sử dụng trong chiến tranh còn sót lại đến nay. Bộ đội công binh cùng lực lượng dân quân địa phương đã di chuyển quả bom đến địa điểm an toàn, đào hố, dùng thuốc nổ TNT kích nổ từ xa để phá hủy quả bom. Khu vực xung quanh nơi phát hiện quả bom là khu vực đất trồng mì của người dân. Khu vực này thường xuyên có người dân chăn thả trâu bò qua lại.